Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Hankin. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ đáy nắp sàn ray. Cái bộ này thì mua đi kèm với lại cái sàn ray của mình. Thì bên công ty Hankin cung cấp rất là nhiều loại sàn ray khác nhau với các đường kính, lỗ và kích thước của mặt sàn ray khác nhau. Thì này là trên tay mình đây là bộ nắp và đáy. Này là nắp của sàn ray, nắp đi lại lên trên á. Thì cái bên trên bên cái nắp này sẽ được đóng vào một cái hộp giấy như thế này, và đi kèm với nó là một cái nhãn ghi các thông số của nó. Thì trên đây là có hiệu của Taylor và các mã để đặt hàng. Số lượng của một hộp này là một, thì có đi kèm các mã vạch để kiểm tra hàng. Thì đây là cái nắp sàn ray. Thì cái nắp này được làm từ thép không rỉ, nó rất là bền nha quý vị, và nó có một độ sáng nhất định, nó rất là đẹp. Thì bên cạnh đây là một cái đáy, thì cái đây là cái đáy của cái sàn ray, thì nó cũng được đóng trong một cái hộp giấy như thế này, nó rất là an toàn và chống va đập mạnh. Thì bên cạnh đó thì cũng có những cái thông số đi kèm với lại đáy của sàn ray, cùng với hãng sản xuất, tên website và những cái mã vạch để kiểm tra cái hàng của mình có tốt hay không. Thì mình sẽ khui cái hộp này cho các bạn xem. Cái này cũng được làm từ thép không rỉ, rất là bền và chắc chắn với độ bóng nhất định. Thì cái đáy này có rất là nhiều loại khác nhau tùy vào cái sàn ray của mình có kích cỡ như thế nào, đường kính như thế nào, thì mình chọn bộ đáy cho phù hợp. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này.